Vâng, em Mạnh Lợn Rừng kính chào bà con trên mọi miền Tổ quốc nha. Thì hôm nay em xin làm cái video chia sẻ mọi người về giá cả lợn rừng. Đấy, thì giá cả hiện tại của lợn rừng là bao nhiêu. Đấy, thì hôm nay em xin làm cái video chia sẻ mọi người. Thì không biết là nó còn tùy thuộc vào địa phương nữa các bác nha. Nhưng mà nó chênh lệch chắc là không đáng kể đâu. Nhưng mà hôm nay em xin làm cái video về cái miền Bắc em ấy. Như em ở miền Bắc thì cái giá lợn rừng nó sẽ tùy thuộc vào loại và giống nữa nhé. Thì ví dụ như dòng F1 thì em quay cho các bác nhé. Nếu mà dòng F1 mà giữa lợn rừng lai với lợn bản ấy thì hàng con giống ấy thì đây là con mẹ bản này, đấy con mẹ bản này, còn đây là đàn con này. Thì giá lợn rừng lai, hàng giống hàng con ấy thì là năm nay lợn đắt thì hiện tại đang dao động ở giá 1 triệu đến 1,1 triệu nhé, hàng từ 5 đến 7 cân. Đấy, còn nếu mà cái loại thương phẩm thì ví dụ như hàng này thì các bác nuôi lên thì các bác bán được giá 90-100. Đấy, 90-100 về cái dòng lợn lai rừng này nhá. Đấy, năm nay thì lợn trắng cũng rất được giá, cũng nguyên nhân một phần là do dịch bệnh nhiều dẫn đến việc họ không tái đàn nhiều, không và cũng bị thiệt hại nhiều nên là họ không dám vào đàn nữa, họ đã đấy nên là cái dòng lợn nó lên giá thì con lợn rừng nó cũng sẽ được đẩy lên một chút. Đấy, thì nói chung là giá lợn rừng thì nó bình ổn hơn. Đấy, nó không tăng quá cao hoặc là tụt quá thấp như giống dòng lợn trắng các bác ạ. Đấy, về dòng giống và nếu mà hàng thương phẩm này các bác nuôi lên này. Đấy, thì về dòng này thì nó F1 này lớn nhanh hơn là hàng máu cao nha các bác nhá. Đấy, còn về dòng giống của giá lợn rừng máu cao các bác đây, thì về cái dòng này thì hiện tại thì ở miền Bắc em đang dao động ở cái giá là 1,2 triệu đến 1,5 triệu nha các bác nhá. Đấy, đây mẹ đây. Đây, nói về hàng này thì rất là đẹp, chân cao, đấy, tai nhỏ, mõm dài, lông rộng, đấy, đuôi ngắn. Thì dòng này thì đang dao động là giá 1,3 triệu đến 1,5 triệu nha các bác nhá, 1,2 triệu, 1,5 triệu. Đấy, thì hàng này nó rất nạc, thấu bì luôn đấy các bác ạ. Như dạo trước em mổ là thấu bì luôn. Đấy, hàng này thấu bì luôn. Mà cái giá lợn hơi nó cũng tùy vào cân nặng đấy các bác nhá. Đấy, thì ví dụ như cân nặng 15 đến 30 cân thì đang dao động tầm 130-140 nhá. Đấy, nó chỉ đắt hơn cái dòng lợn bản kia, cái dòng lợn lai kia chỉ đắt hơn mấy chục thôi. Đấy, thì còn ví dụ như hàng to to tầm trên 30 cân ấy, trở lên ấy, thì nó 35 cân trở lên ấy, nó chỉ dao động vào tầm 120-130 thôi các bác nhé. Đấy, qua video thì em cũng chia sẻ về hiện tại về giá cả, thì chia sẻ đến bà con trên mọi miền Tổ quốc để bà con có thể tham khảo video về giá lợn rừng, để khi nếu bà con có nuôi thì các bà con cũng có cái định hướng trước. Đấy, để mình nuôi đa số là ví dụ như định nuôi nha, nếu các bác bắt đầu định nuôi thì các bác hàng máu cao này đa số là nhiều anh em nuôi thì nó đẻ ít nên nhiều anh em nuôi là đa số là bán giống là nhiều, còn để nuôi thương phẩm thì đa số anh em nuôi hàng lai là nhiều. Đấy, thì cảm ơn bà con đã xem video nhé. Nếu quan tâm về con lợn rừng lợn bản thì hãy đăng ký kênh ủng hộ em Mạnh Lợn Rừng Lợn Bản nhé, thì em sẽ chia sẻ nhiều hơn về con lợn rừng lợn bản.
Chúc bà con chăn nuôi luôn luôn thành công nhé. Bye bye mọi người.